Hello các bạn, em Mì xin mến chào các bạn trở lại kênh của em Mì Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là mình đã sơn xong cái bộ móng màu nude cho cô khách này nè các bạn. Bây giờ em Mì sẽ dùng cái gel màu đen nha, để mình giả cái da bò cho cô khách này nè các bạn. Da bò là cũng một trong những mẫu dễ vẽ đó. Mình chấm chấm những cái đen, đừng có đều quá, cái lớn cái nhỏ mà méo méo nha các bạn. À, các bạn thấy mình vẽ từng cái, mình dùng cái mì dùng cọ là cọ Gia Lai nha các bạn, để chấm cái màu treo vẽ cho cô khách này. Đây, mình bắt những cái góc của mình vẽ, rồi trong những cái to to đó mình xen nhỏ nhỏ vô, chứ mình đừng có vẽ mà quá quá to to không mực nhỏ không. À, các bạn thấy rất là đơn giản là mình xong được, gần xong được một cái mẫu vẽ cho cái ngón tay này rồi đó. Đó, như vậy là xong một ngón. Bây giờ qua ngón bên đây nha các bạn. Cái màu đen này em mình chọn cái màu đen quyền luôn các bạn. Em mình thường xài cái loại treo của màu đen là cái hiệu là treo polish. Nó đen rất là quyền, rất là đẹp. Các bạn thấy mình chấm trên đầu cọ, mình lấy nước sơn nó bắt đầu mình tán ra cho những cái vệt nó không đều nhau, vậy một hồi nó thành da bò rất là dễ các bạn. Năm nay cái mẫu này là hơi thịnh hành từ năm ngoái tới năm nay các bạn. Thường khi là khách hay vẽ mấy cái mẫu cheetah, mấy zebra nha, nhưng mà năm nay là vẽ cái mẫu da bò nhiều hơn. Rồi sau khi vẽ xong mây mì bỏ vô máy treo cho hơ đó các bạn, để khi mà hơ đó chờ đợi là mình bắt đầu mình vẽ tay bên đây. Sau khi mình vẽ tay bên đây là bên kia là chắc chắn đã khô rồi, mình bỏ nước bóng lên. Tại vì thường khi em mì vẽ tất cả bằng màu treo hết nên sẽ có công đoạn bỏ máy vô hơ, em mì không có cắt bỏ những cái đoạn đó để trực tiếp cho các bạn coi luôn. Chứ khi nào em mì vẽ màu thường thì em mì không có hơi nha. Vẽ xong trên nền treo thì mình bỏ nước bóng lên thôi. Ở đây mình đi những cái bự xong đó các bạn, mình nhét nhét mấy cái nhỏ vô. Các bạn biết cái nền mình đi cái màu hơi giật giật một chút khi mà mình vẽ đen lên rất là nổi luôn các bạn. Dạ, mình chấm là nhét nhét mấy cái nhỏ vô nữa, nó chấm nhỏ nhỏ vô rồi mình thêm lên tí xíu nữa, mình thấy nào ít quá thì mình nhét vô thêm cho nó cân đối nha các bạn. Bạn thấy những cái mẫu này rất là nhanh, để mình vẽ bốn ngón đây, tí xíu nữa thì em mình đã xong được bốn ngón vẽ rồi. Giờ em mình đi những cái góc qua mấy cái cạnh trước là mấy cái bự nè. À, bây giờ mình bắt đầu mình chen vô những cái nhỏ vô. Rồi như vậy là mì đã xong được bốn ngón rồi đó các bạn. Đây cái tay bên đây mình đã hơi khô rồi. Rồi cái tay bên kia đó thì mình bỏ cho các bạn coi, đây là bốn ngón vẽ xong rồi. Rồi sau khi vẽ xong